tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Lục quân Quân đội Campuchia đã tổ chức hội đàm về công tác phối hợp giữ gìn an ninh biên giới giữa hai nước theo kế hoạch hợp tác năm 2015 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia. Tham dự cuộc hội đàm có đoàn đại biểu cấp cao của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam do Trung tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Campuchia do Ngài Thống tướng Meas Sophia, Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lục Lục quân làm trưởng đoàn. Tại cuộc hội đàm, trên tinh thần hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã đánh giá kết quả công tác phối hợp trong giữ gìn an ninh biên giới trong năm qua, đồng thời thống nhất phương hướng hợp tác trong năm 2016. Tại hội đàm, hai bên đánh giá gần đây có một số vụ việc mất an ninh trật tự tại biên giới Việt Nam-Campuchia do một số phần tử cực đoan kích động gây chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Nhưng với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Lục quân Campuchia, những vụ gây rối đã được giải quyết và xử lý trên tinh thần biên giới ổn định, hòa bình hữu nghị. Trong thời gian qua, hai bên đã phối hợp tốt trong việc quản lý bảo vệ biên giới, tích cực cùng với các cơ quan chức năng của hai nước tham gia quá trình phân giới cắm mốc thực địa và thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm khu vực biên giới Việt Nam và Campuchia.